The Master of Symphony 2015, Entertained by Mastery, ngay từ khi ra mắt đã thực sự tạo dấu ấn bùng nổ thăng hoa, độc đáo trong dòng chảy nhạc nhẹ Việt Nam với sự xuất hiện biểu diễn và kết hợp lần đầu tiên của năm nữ danh ca hàng đầu: Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. The Master of Symphony là thương hiệu nghệ thuật đẳng cấp thường niên được phát triển bởi thương hiệu bất động sản cao cấp Mastery, nhằm mang đến giá trị tinh thần vô giá không chỉ cho cư dân Mastery mà cả những người yêu nhạc Việt thực thụ. Tiếp nối thành công của năm 2015, The Master of Symphony 2016 Entertained by Mastery đã trở lại với sự xuất hiện đặc biệt của Tuấn Ngọc, Ý Lan, Băng Kiêu, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Uyên Linh. Sáu giọng ca tên tuổi thuộc ba thế hệ tinh hoa tiêu biểu cho ba giai đoạn phát triển và thăng hoa của nhạc nhẹ Việt Nam đứng chung trên cùng một sân khấu. Họ đại diện cho sức sống mạnh mẽ từ các hoạt động cuộc sống âm nhạc của người Việt Nam trong và ngoài nước, hội tụ trên sân khấu của The Master of Symphony để tôn vinh những bản tình ca bất hủ của âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt, ở chương trình The Master of Symphony 2016 Entertained by Mastery, sự hòa quyện tinh tế giữa dàn nhạc nhẹ và dàn nhạc giao hưởng sẽ giúp tất cả nghệ sĩ thăng hoa trong biểu diễn. Sự giao thoa giữa nhiều chất liệu âm nhạc được tôn vinh bởi 6 giọng hát đỉnh cao. Một không gian âm nhạc đẳng cấp, những giọng hát đỉnh cao sẽ hội tụ trong chương trình này và chính thức đón chào công chúng vào lúc 20 giờ ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 11 năm 2016 tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh.